Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Tổng thống Donald Trump và đài CNN. Trong hôm thứ Tư vừa rồi, Tổng thống Donald Trump có đưa ra chính sách mới về vấn đề di dân của Hoa Kỳ tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Cung. Trong đó, Tổng thống nhấn mạnh đến cái vai trò của những người di dân và những người muốn xin vào đất Mỹ. Ngài nhấn mạnh đến cái điểm chúng ta cần phải lựa những người tài để mà giúp đất nước. Hoa Kỳ là một quốc gia rất khát tài nguyên về nhân lực cũng như là về vật lực. Vật lực thì nước Mỹ có, vì có thiên nguyên, vì có tiền bạc phong phú. Nhưng mà nhân lực nước Mỹ vẫn còn thiếu. Ngài nhấn mạnh rằng là những người vào nước Mỹ lâu nay, đa số những người trong hàng trăm ngàn người, hàng triệu người của miền Latino, của miền Nam nước Mỹ đi vào Hoa Kỳ để xin tị nạn, để có một đời sống vật chất kinh tế tốt đẹp hơn, là để nương náu nơi cửa tài của tư bản Hoa Kỳ. Nhưng mà góp phần xây dựng nước Mỹ thì rất hiếm. Ngài bảo rằng đa số những người Nam Mỹ chỉ là vô để làm những công việc ăn no vác nặng. Nước Mỹ bây giờ cần những cái bộ óc, không cần những bắp thịt nhiều như trước kia. Bởi vì quý vị nhớ rằng Hoa Kỳ lâu nay họ sống bằng ngành nông nghiệp từ thế kỷ thứ 18, nhưng mà qua đến thế kỷ thứ 19, 20 họ đã bắt đầu có cuộc cách mạng về kỹ nghệ, cho nên cơ khí hóa. Từ đó cái bộ óc nó cần hơn là bắp thịt. Máy móc đã thay thế sức con người. Những nước nghèo thì vẫn dùng trâu, dùng bò để mà kéo. Rồi có lúc dùng sức người để mà kéo, thay trâu, thay bò. Nhưng mà cái nước văn minh Hoa Kỳ bây giờ, Tổng thống nói rằng chúng ta cần những bộ óc tuyệt vời. Cho nên ưu tiên cho những người muốn vào nước Mỹ phải có education, tức là phải có giáo dục, phải có văn hóa, để có thể nâng cao cái đời sống kinh tế của Mỹ đang đòi hỏi mỗi ngày một mạnh hơn. Là vì chưa có một quốc gia nào trên thế giới văn minh đến cái độ phải có một đạo quân không gian vũ trụ như Hoa Kỳ. Quý vị nhớ năm 2018, Tổng thống đã ký sắc lệnh thành lập đạo quân Space Force, là đạo quân về không gian, một đạo quân về vũ trụ, để có thể kiểm soát cả bầu trời mênh mông vô giới hạn. Thế mà bây giờ những người mà đi di dân vào 5 triệu, 10 triệu, 12 triệu đến bây giờ toàn là những cái dân gọi là ăn no vác nặng. Tổng thống bảo chúng ta lãng phí nhân lực. Để rồi những cái thành phần về đầu óc thì lại thiếu, mà những thành phần về ăn no vác nặng lại quá nhiều, trở thành một cái gánh nặng cho quốc gia về vấn đề kinh tế. Tổng thống nói rất hay, nhưng mà cái tư tưởng của Tổng thống đã bị một tên gọi là Jim Acosta. Quý vị nhớ rằng Jim Acosta là một đặc phái viên của CNN ở Tòa Bạch Cung. Tên này đã xuyên tạc tư tưởng của Tổng thống, đưa ra những cái tweet là nói rằng Tổng thống đã khinh những cái dân di dân và đưa ra những cái chính sách không phù hợp để có thể diệt những cái dân Latino. Cái sự kiện nói láo trắng trợn này đã bị báo chí và đã bị Tòa Bạch Cung lấn át. Tổng thống Donald Trump đích thân gọi cái tên Jim Acosta là một tên loser, là một cái tên chủ bại, là một tên không muốn nói đến thành công tiến bộ của Hoa Kỳ. Trong khi Tổng thống nói rằng hai cái chính sách của Obama chúng ta không thể dùng được, đó là một cái chính sách cho ồ ạt những cái người vô nghề vô ngỗng vào nước Mỹ. Đấy là chưa kể những cái tay tội phạm, cái giống quỷ ở đời, nhàn cư vi bất thiện. Con người ta lúc mà không có việc làm, không có việc gì để làm, tâm hồn nó trống rỗng và nó trở thành phạm tội, commit the crime. Trong đó có MS-13, trong đó có dâm tặc, trong đó có giết người, đủ loại. Nhưng mà nói vấn đề trí thức thì 10 người Latino vào nước Mỹ chưa được một người có education. Chính sách thứ nhất. Chính sách thứ nhì, Obama sai lầm là mở ra cái cuộc lottery for visa, cấp visa cho một công dân căn cứ trên vấn đề may rủi bằng cách là xổ số. Obama đã đem cái chuyện di dân của nước Mỹ ra làm trò đùa. Tổng thống Donald Trump nói rằng đấy là một cái sự sỉ nhục cho một chính sách di dân của Hoa Kỳ.
Tổng thống ra lệnh bỏ cái vấn đề sổ số để lấy hên cho visa, mà con số lên đến 50.000 visa mỗi năm. Và có nhiều dư luận cho biết đây là một lỗi làm ăn bất lương của Obama. Bởi vì visa không xét trên khả năng, không xét trên lý lịch, không xét trên background, mà lại xét trên vấn đề sổ số đen rủi. May mắn hay là không? Và Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh diệt cái chương trình visa 50.000 mỗi năm là như thế. Và trở thành CNN, trở thành một nạn nhân của cái trò nói láo. Và vì vậy cho nên quý vị thấy cái tỷ lệ của khán giả coi CNN bây giờ, trước kia, khi Tổng thống Donald Trump vừa lên ngôi, mỗi một giờ buổi tối người ta gọi là prime time, 6 giờ cho đến 8 giờ tối, cái số người qua của CNN trung bình 2,5 triệu cho đến 3 triệu người. Và cái tỷ lệ bây giờ của cuộc thăm dò mới nhất của Rasmussen Poll cho thấy chỉ còn vào khoảng độ 600-700.000 người. Do đó mà CNN đã phải ra lệnh sa thải 300 người kể từ mùng 1 tháng 6 tới đây. Mà đến giờ này vẫn chưa kinh. Jim Acosta vẫn là một tên ngoan cố và làm cho CNN càng ngày càng xuống dốc, và cái vấn đề đóng cửa không xa. Chúng ta lại qua một bản tin nữa là liên quan đến vợ chồng Clinton. Lâu nay quý vị nhớ là theo tác phẩm Clinton Cash của ông Peter Schweizer thì cho biết rằng trong đó có vào khoảng trên 40 người đã từng làm việc với vợ chồng Clinton kể từ ngày Clinton còn là Attorney General của tiểu bang Arkansas cách đây gần 30 năm. Rồi sau đó lên đến thống đốc Arkansas, rồi lên đến tổng thống nước Mỹ. Có tất cả vào khoảng 42 người đã bị chết một cách bí mật, không có thể giải thích được. Điển hình như là cái ông, chắc quý vị nhớ hôm trước trong một bản tin liên quan đến vấn đề Tàu Cộng cung cấp tiền bạc cho Clinton, cho vợ Clinton qua 4 tên tàu mà Tập Cận Bình đưa đến. Thứ nhất là tên John Wang, thứ hai là tên John Chu, thứ ba là tên Ngô Lập Sáng, thứ bốn là John Try. Thì trong đó cái tên John Wang là người có công nhiều nhất, là ngay từ thời Bill Clinton còn ra tranh cử thống đốc, thì tên này đã chi tiền để cho Bill Clinton ra tranh cử. Và khi đã thắng cử thống đốc rồi lại chi tiền để ra tranh cử tổng thống. Sau khi Bill Clinton thắng cử tổng thống vào năm 1992, lên ngôi vào 20 tháng Giêng 1993, thì tên John Wang được đề cử vào Thứ trưởng Bộ Thương mại, Deputy of Department of Commerce. Mà Bộ trưởng lúc bây giờ là ông Ron Brown, là một người Mỹ gốc da đen. Thì sau khi mà tên John Wayne này lên làm Thứ trưởng một thời gian, thì Ron Brown đã bị chết trong một tai nạn phi cơ một cách bí mật. Không ai biết tại sao phi cơ rớt. Và Ron Brown chết rồi thì John Wang lên thay thế làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời Chủ tịch Đảng Dân Chủ. Quý vị thấy chưa? Một tên Mỹ gốc Tàu mà lại trở thành Chủ tịch Đảng Dân Chủ, mà tên Tàu đó là tên Tàu của Tập Cận Bình, mọi người đều biết. Sau này ra tòa, John Wang ra tòa về cái tội là lươn lẹo tiền bạc và móc nối vụ chạy affair với Donald Trump, Bill Clinton. Và bị tù, mà tù chỉ phạt có 500 giờ làm việc cho cộng đồng và phạt $10,000. Được chưa đủ, sau khi cái tên John Wang này đã vào tù, thì John Chung và John Chu thay thế tiếp tục ủng hộ cho Hillary là tranh cử tổng thống. Và bên cạnh đó thì là Hillary khi lên chức làm Bộ trưởng Ngoại giao với lại Obama, nhiệm kỳ 1, 2009-2013, thì cái người phụ tá thân cận nhất của Hillary là một người phụ nữ gốc Ả Rập là Huma Abedin. Huma Abedin có một người chồng là Anthony Weiner. Anthony Weiner đã từng làm chồng của Abedin và được Hillary hướng dẫn yểm trợ ra làm thị trưởng của New York. Nhưng vì cái tội làm dân biểu trước, và dân biểu lại bị cái tội là gì? Là một cái tội gọi là chuyên môn đưa hình sexy cho con gái
dưới 16 tuổi, rồi sau ra tranh cử thị trưởng cũng lại bị mang tiếng, kết quả vô tù. Thế là kỳ vừa rồi, cái tên Anthony Weiner này, nó bị khám phá trong cái computer của y, có 30.000 cái email của Hillary gửi cho Hunter Biden, thì Hunter Biden lại chuyển cho Anthony Weiner. Đây là một cái sự kiện làm cho tình báo của thế giới nó xâm nhập tin tức của Bộ Ngoại giao. Nhưng mà vì James Comey nghe lệnh của Loretta Lynch nói rằng là Hillary chỉ làm ẩu mà không đáng để truy tố. Bởi vậy cho nên trong cái cuộc gọi là điều trần trước Quốc hội với đóng cửa closed door briefing, James Comey nói rằng tôi đã nghe lệnh của Loretta Lynch để làm mấy việc này. Cho nên bây giờ Loretta Lynch sợ quá, phản phé bảo rằng đây là một sự láo khoét của James Comey. Thế thì hôm nay câu chuyện liên quan đến ai? Anthony Weiner. Anthony Weiner là một cái tên đã bị tù, và khi ra tù probation, quản thúc, thì trong chân có một cái vòng electronic monitor, đi đến đâu thì sẽ được báo địa điểm tới đó. Thì hôm thứ Tư vừa rồi, đáng lẽ là một buổi họp để ra mắt tới vị probation officer của cái hội đồng quản thúc và trình diện, thì tên này đã biến mất. Và sở cảnh sát check lại cái monitor cũng biến luôn. Và đến giờ này vẫn chưa ra trình diện và vẫn không biết ở đâu, người nhà cũng không hiểu y ở đâu cả. Và có nhiều nguồn tin y đã bị thủ tiêu. Và đây là một trong sự kiện lại thêm một tay phụ tá cho Hillary bị thủ tiêu vì vấn đề liên quan đến Hillary 30.000 email. Bởi vì Bộ trưởng Tư pháp vừa ra lệnh cho ông John Durham là một viên công tố viên của Bộ Tư pháp điều tra vụ Hillary về email cũng như là vấn đề gián điệp đối với Tổng thống Donald Trump. Câu chuyện đến đây chúng ta sẽ thấy rằng cái sự kiện càng ngày càng ly kỳ và những cái tên trong đó có cả Obama có thể sắp sửa ra hầu tòa. Kính thưa quý vị, một cái sự kiện mà không ai ngờ là đất nước này có thể Donald Trump từ lâu nay im không lên tiếng và làm cho mọi người thắc mắc tại sao Đảng Dân Chủ nó chơi Tổng thống Donald Trump từ A tới Z mà Tổng thống vẫn im không nói gì cả. Thì hôm nay quý vị đã thấy bắt đầu, tuần vừa rồi Tổng thống Donald Trump nói rằng những tên mà đi nghe lén vấn đề phong trào tranh cử của tôi đó là một cái tội treason, tức là tội phản quốc. Và ông yêu cầu những cái tên này sẽ được tòa án của Bộ Tư pháp xử theo cái tội phản quốc. Mà nói đến phản quốc thì có hai điều, một là tử hình, hai là chung thân khổ sai. Chúng ta chờ xem. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.